Vì nhớ mình tu tập làm sao mà cái tâm mình càng ngày càng muốn về thế giới cực lạc, chứ đừng có lui lại nha quý vị. Có nghĩa là càng niệm Phật thì càng thấy an lạc và thích, và tâm mình càng ngày càng muốn về thế giới cực lạc. Chứ đừng có tu giết mà chán thế giới cực lạc, muốn lùi lại ta bà. Nha. Nên cái tâm mà muốn sanh cực lạc là ngay cái chỗ mỗi người chúng ta có cái tâm không buồn giận người khác để trong tâm. Khi mình có cái tâm mà không buồn giận người khác để trong tâm thì lúc đó cái tâm mình mới để Phật A Di Đà vào được. Thì cái tâm muốn sanh cực lạc của mình nó mới phát triển mạnh được. Nhớ. Nên những đức từ đó tới bây giờ đem Phật pháp và cùng học tập với quý vị. Nhớ kỹ là từ xưa tới giờ những đức chưa bao giờ mà xưng một tiếng thầy nào khi nói chuyện với quý vị. Vì nhớ là từ lúc ở chùa chưa bao giờ những đức nói chuyện mà xưng một tiếng thầy. Nhớ nghe. Như vậy thì những danh xưng như là Bồ Tát đồ này kia đồ này nọ đồ là tuyệt đối bản thân của mình thật sự mà nói không dám nhận. Từ thầy cho đến danh xưng Bồ Tát đồ này kia là không dám nhận. Nên đó là danh xưng của người thích thì kêu, không thích thì chửi, vậy thôi. Cái đó là tùy vào cái thích của người ta, không thích của người ta. Nên đừng đem những thứ đó để mình bàn rồi xong rồi Phật tử còn nhào vô bình luận này nọ mệt lắm. Nên những đức mới nói rằng là mình niệm Phật sao mà cái tâm muốn sanh cực lạc mình càng ngày nó càng phát triển. Nó đừng có đem những thứ đó để ghích mình lại. Ghích mình lại cái giết rồi mình không còn cái tâm muốn sanh cực lạc nữa. Nhớ. Nên mình á muốn làm người bình thường, đơn giản, bình dị, cùng niệm Phật với quý vị. Tu tập xong rồi chúng ta ngồi tâm sự đồ một chút. Nên bây giờ để là cư sĩ những đức ở trong chùa thì gọi là tu sĩ hoặc là tăng sĩ. Còn bây giờ bước ra ngoài là cư sĩ, chữ cư này là một gia đình ở bên ngoài quý vị. Chư sĩ là người ở bên ngoài mà biết tu hành, nên gọi là cư sĩ. Nhớ. Còn nếu như ở trong chùa mà người chưa xuất gia cư sĩ thì cũng là còn 5 năm. Mình 5 năm. Còn nếu như cạo đầu xuất gia gọi là tu sĩ hoặc là tăng sĩ. Còn bây giờ như đức là cư sĩ là người ở ngoài đời, ở trong một căn nhà ngoài đời bình thường, nhưng mà chúng ta biết niệm Phật, biết tu nên gọi là cư sĩ. Nên quý vị gặp những đức thì quen, có khi những người gặp những đức quen thì kiểu thầy đức. Thì bị quen thôi. Giờ đổi lại vì đổi cũng chưa quen được nên nó bị kêu vậy thôi. Danh xưng thôi. Đó là tự bị thích và cho thôi. Có những người thích quá thì nói bình luận là Bồ Tát này kia, chứ thật sự những danh từ đó cái người tu hành cầu giảng sanh của chúng ta không cần thiết. Cũng không có giáp suy nghĩ mình như vậy. Nó nên từ nơi đó mà thí dụ như mình quý quá, mình đưa danh xưng người ta lên cao quá, có khi vì còn hại người ta thêm. Những người không thích mới công ta còn bực bội thêm, hiểu không? Nên mình bình thường cùng tu mà được bình yên là hạnh phúc nhất. Bình thường cùng tu là hạnh phúc nhất. À, nó nói bình thường là đạo quý vị. Bình thường là đạo, bình an là hạnh phúc. Nhưng cái danh xưng nó có gì đâu, phải gì cái danh xưng mà cao mà nó đem gạo đó cho mình ăn cũng nên xưng cho nó ngon lành. Còn mình xưng có cỡ nào đi chăng nữa thì cao cỡ nào nữa thì mình cũng phải kiếm gạo ăn thôi. Nên danh xưng nó không quan trọng, đó là con người thích cho. Giống như Phật cũng vậy thôi, là do con người tôn kính mà xưng danh thôi. Phải nhớ kỹ, giống như người ta tôn xưng một người nào là người ta quý, người ta thích.
Còn người không thích thì người ta kêu theo cái cách kêu của người ta. Có nghĩa là chúng sanh đều có quyền, nhưng mà mình nói rất là rõ ràng. Thương một người nào, quý một người nào, đừng có tôn xưng người ta lên cao quá về hình thức. Khi tôn xưng người ta lên cao quá, có khi người ta sẽ phiền phức. Còn khi nên Hòa Thượng Nên Không người nói rằng câu đó, có khi bạn tán thán người mà còn hại hơn. Bạn tán thán người mà nó không phù hợp và còn hại người ta thêm. Nó một là nhiều người ghét người ta, hai là người ta chưa đủ phẩm đức đó. Bạn tán thán người ta quá, người ta sanh tâm kiêu ngạo thì sao? Nên từ nơi đó mà bạn hại người ta chứ không có được tốt lành gì đó. Nên những đức nói rằng là chúng ta mà có thể dám làm cái chuyện mà mặt trái, mà thí dụ như phỉ báng người này, châm thọt người khác đồ này kia, nếu như quý vị có khả năng như Đề Bà Đạt Đa thì quý vị làm gì? Chúng ta coi trong lịch sử Đề Bà Đạt Đa là cao thủ. Nghe là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thể hiện trong cái hoàn cảnh nào thì có Đề Bà Đạt Đa trong hoàn cảnh ấy. Mà lúc nào cũng theo chọt Đức Phật không? Hại Đức Phật không? Mấy vị nói hại Đức Phật đâu phải là người tầm thường. Cái người mà có thể có khả năng hại Đức Phật thì người này phải ngang cơ với Đức Phật mới hại nổi Đức Phật. Quý vị thấy ngoài đời mà người ta hai ông đại gia thì mới chơi chung với nhau, chứ làm sao mà giống như thằng chạy xích lô mà chạy chơi với đại gia được quý vị. Dù bây giờ đại gia có chịu chơi chung chăng nữa, chạy xích lô cũng cảm thấy không có khả năng chơi chung. Hiếm có như vậy được, nó phải đồng sức, đồng của cải, đồng sức rồi đồng tài nó mới đến chơi chung nhau được. Nên Đề Bà Đạt Đa mà có thể quậy Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cổ Phật thì Đề Bà Đạt Đa cũng chắc chắn là cổ Phật. Nên mới làm cái chuyện mà phỉ báng Tam Bảo rồi phá hoại hợp tăng, châm thọt người này châm thọt người nọ. Quý vị coi lịch sử với Đề Bà Đạt Đa làm gì đó không? Ở trong tăng đoàn Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa lôi kéo cái này lôi kéo người kia, muốn phá vỡ tăng đoàn, muốn lật đổ Đức Phật, làm đủ chuyện, đúng không? Nếu như mình có khả năng đó thì hãy làm chuyện đó. Còn nếu như mình không có khả năng đó là mình khổ lắm á nha quý vị. Rất là khổ á. Bây giờ chưa đến nhưng mà từ từ nó đến với mình khổ lắm đó quý vị. Nhất là moi người này móc người nọ, châm chích người này nói người kia, hoặc là người xuất gia tu hành nói họ này nọ đồ. Quý vị thì chờ xem, từ từ thì nó sẽ đến với mình thôi. Nó không đơn giản đâu. Giống như bây giờ mình săn hẳn, cái tâm sân hận của mình tác động đến người khác. Giống như quý vị cầm lửa mà đi luyện người vậy đó. Thì trước nhất tay bị phỏng trước rồi, quý vị công nhận không? Cầm lửa đi luyện người thì tay phỏng trước. Nó giống như miệng ngậm máu phun người thì miệng dính máu chứ. Thì giống như vậy, Iran vậy thôi. Cái tâm ác mình nó vứt vào người ta là tâm mình bị nhiễm ác trước. Nếu như mình là người tái lai Phật Bồ Tát đến để khảo đảo một người để giúp cho họ chứng quả, như Đề Bà Đạt Đa giúp cho Đức Thích Ca Mâu Ni chứng quả hoàn toàn và nâng cái đức của ngài lên thì được. Nên khi mà Đề Bà Đạt Đa thì hiện đi đọa xuống địa ngục á, thì tôn giả A Nan xuống thăm sư huynh mình người anh, hỏi Đề Bà Đạt Đa với địa ngục này có khổ không? Đề Bà Đạt Đa nói rằng vì ta hỏi ông bậc A La Hán cái sự an lạc như thế nào. Thì tôn giả A Nan nói rằng bậc A La Hán an lạc lắm. Nói thì ta với địa ngục này cũng an lạc cũng như bậc A La Hán. Thì nghe kinh chứ. Cũng mình mà đọa địa ngục rồi thôi mình te tua. Mình mà đọa địa ngục rồi thôi mình te tua tả tơ thì thôi mình không dám làm cái chuyện. Cái chuyện mà đi châm thọt người này châm thọt người kia nói nên mình thôi, mình làm hàng Phật tử biết niệm Phật, lo niệm Phật đi. Mình cũng không biết ai làm sao. Nói quý vị, nó bây giờ mình nó bây giờ đa dạng chúng sanh, cái cõi như là gọi là phàm thánh đồng cư độ, ai mà biết người nào sao. Mình cũng chưa chứng quả gì, mình cũng không biết ai sao. Thôi mình lo cái chuyện nhà mình niệm Phật đi. Mình lo hai vợ chồng mình, con cái mình tu hành. Rồi mình làm vợ cho trách nhiệm làm vợ. Mình ngưỡng mộ chồng mình làm chồng mình ngưỡng mộ vợ mình đi. Đừng có đi ngưỡng mộ người thứ hai, thứ ba làm chi, đi thần tượng thứ hai, thứ ba làm chi. Người mình học Phật là mình nghe được Phật Pháp là mình cảm ơn thôi. Cái người này dạy mình thấy nó có lợi ích mình cảm ơn thôi. Mình cảm ơn thì mình học thế mà được lợi ích mình cảm ơn thôi. Chứ ngoài ra mình thần tượng là thần tượng vợ chồng mình, đó là duyên dày nhất trong nhà của mình. Còn chạy đầu này chạy đầu kia đi thần tượng người ta, vợ chồng để đâu?
học Phật giết bản thân mình mất hạnh phúc, hiểu không? Nó nên nó cái Bồ Tát kế bên mình đó giống như mà diệu thấm cái bè đó, hai hai người Bồ Tát ngồi kế bên, hiểu không? Nó đó là Bồ Tát chồng Bồ Tát vợ, là Bồ Tát đó. Nó cứ đúng đúng vai trò là Bồ Tát vợ đi, Bồ Tát chồng đi. Nếu Bồ Tát chờ vợ mà ăn hiếp Bồ Tát chồng coi được không? Có ai mà khen vợ mà ăn hiếp chồng không? Thấy ông hiền mà ăn hiếp ổng là có ai khen đâu. Bồ Tát vợ ăn hiếp Bồ Tát chồng cũng không được, mà Bồ Tát chồng ăn hiếp Bồ Tát vợ cũng không được. Tại vì có ai mà muốn mình bị ăn hiếp đâu quý vị. Nếu mình ăn hiếp nhau thì nó không phù hợp rồi, coi thì sao được, tội nghiệp người ta. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mà mình á, mỗi người niệm Phật là mình phát tâm Bồ Tát đạo. Như những đức niệm Phật cũng phát tâm Bồ Tát đạo cầu sanh Cực Lạc. Nhưng mà những đức chưa phải là Bồ Tát nên xưng những đức là Bồ Tát, tán thán những đức, khen những đức cái việc này việc kia đồ. Thật sự mà nói thì bản thân của mình là duyên thôi. Duyên sao mình cố gắng vậy thôi. Hết duyên thì buông xuống nè. Bây giờ tới cái duyên mà làm cư sĩ tu với vị thì những đức cố gắng làm cái duyên này. Nỗ lực cố gắng. Những điều những đức chia sẻ với vị là gì? Bây giờ những đức nó không có còn cái gì vấn víu những đức nữa. Nó thoải mái vậy lắm. Tại vì hồi đó những đức còn một cái đại chúng mấy ngàn người, nó cũng là gánh nặng á, chứ không phải diễn giỡn đâu. Còn bây giờ những đức không có còn cái gì nữa chứ á. Nên những điều những đức chia sẻ cho quý vị nó càng xác thực hơn nữa, xác thực còn hơn ngày xưa nữa. Ngày xưa nó còn chút phương tiện cho quý vị phải đi về chùa để quý vị tu tập, rồi ít gì vị cũng cúng dường phụ trợ những đức đi núi cụ già, còn vướng vậy đó. Còn bây giờ là những đức mắc luôn cái tâm đó. Nhưng mà quý vị cũng suy nghĩ cho những người đang hành Bồ Tát đạo, họ đang nuôi những người già ở trong chùa. Nếu như quý vị thấy điều đó là tốt thì quý vị giúp đỡ cho họ, đó là giúp đỡ cho mình ha. Vậy thôi. Còn cái điều những đức bây giờ hướng dẫn quý vị xác thực để quý vị được lợi ích tại gia đình nè, là quý vị phải làm sao? Quý vị hãy sống cái trách nhiệm với cái gia đình quý vị cho tốt. Vì mình đã sinh đến cuộc đời này, mình làm tròn trách nhiệm của mình, mỗi một công dân làm người trong cuộc đời này mình tiếp nhận Phật pháp thì mình phải làm sao làm tròn trách nhiệm của công việc mình thôi. Những việc gì ác thì bây giờ mình học đạo mình biết mình tránh đi. Những việc ác mình tránh tối đa luôn. Có nghĩa là có những việc thật sự mà nói mình làm thấy biết nó sai đó. Nhưng mà trong cuộc đời này có những cái quý vị không làm cũng không được nữa. Nhưng mà mình phải khéo léo điều chỉnh, phải giảm tối đa luôn. Rồi từ từ mình thấy rằng cuộc sống biết an phận. Những việc gì sai quấy, tạo thân từ từ dứt bỏ không làm luôn. Tại vì có mấy bữa cơm mà đi tạo nghiệp chí. Nhưng mà phải có thời gian rồi khéo léo gọn ghẽ, rút gọn lại rồi từ từ mới nghĩ được. Chứ không phải cái chuyện giỡn trong cuộc đời này mà nói mà không làm việc gì sai đâu quý vị ơi. Có những việc bản thân mình không muốn làm sai mình cũng phải làm nữa đó. Nhưng mà mình học đạo mình muốn giảng sanh rồi từ từ mình gói gọn lại. Gọn gọn lại. Vì nó có mấy bữa cơm mà. Biết đủ thường vui mình gọn gọn, mình sống cũng được. Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi người nó một công việc. Thí dụ như cái gánh nặng thì nó nặng nhiều. Nó, còn cái gánh nhẹ thì nó khỏe như những đức vậy nhẹ. Chứ còn gánh nặng nữa. Nó nhẹ. Nên bây giờ nói chuyện với quý vị á, là những đức khuyên quý vị là quý vị cố gắng ở nhà bị lo niệm Phật cho tốt. Hiểu chưa? Còn lâu lâu quý vị đi đến cái chỗ đông người, quý vị phải quan sát để mình nhìn nhận được. Nhìn nhận được cái tâm tính của mình ở nhà dụng công tu. Bây giờ bước đến chỗ đông người có tâm tính mình nói sao? Đó. Rồi mình ở trong cái thị phi mình vẫn ngồi chơi vậy đó. Nhưng mà mình coi có cái tâm thị phi mình nói sao? Là thấy mình còn dở lắm. Bản thân mình cố gắng, tiếp tục cố gắng. Nên như Đức mới nói là cái tâm cầu sanh Cực Lạc mình phải vượt trội lên, càng ngày càng nhiệt quyết, nhiệt liệt để cầu sanh Cực Lạc. Mà con người mà cái tâm cầu sanh Cực Lạc càng ngày càng mạnh á, cái chuyện buồn giận người khác để trong tâm mình không muốn để nữa. Tại vì đó là độc mà quý vị. Mà cái buồn giận người để trong tâm nó lại tác động cho những người khác. Mình buồn giận người mình để trong tâm là nó tức sẵn rồi, tác động thêm. À, nên những đức nói rằng chúng ta mỗi người bây giờ khuyên nhau niệm Phật và có thời gian tu mỗi ngày. Những đức nói thật sự mà nói, từ khi mà những đức từ trong chùa đi ra đây tới giờ thì tính ra cũng gần 2 tháng vậy đó. Thì mình thấy rằng là mình có thời gian để dụng công tu và có thời gian nhìn lại chính mình rất là nhiều. Nên những đức thấy rằng là cuộc đời con người giảm tối đa việc ác, có thời gian niệm Phật nhiều, đó là đại phước báo. Phước báo lớn nhất luôn đó quý vị.
Còn bây giờ có những người bây giờ mình biết người ta chưa tiếp nhận Phật Pháp gì đâu. Người ta có khi cũng không tin Phật Pháp luôn. Nhưng quý vị, tất cả chúng ta phải nhìn nhận rằng cuộc đời sẽ đi đến với chúng ta từ cái nhân mình gieo như thế nào, cái quả sẽ đến với mình như vậy. Như câu chuyện ngày xưa như Đức kể rằng, cái người con này, cha đi nhậu về, ổng rầy rà với vợ ổng. Thằng con trai nó kéo cha nó ra ngoài nó quýt. Sau này con của nó đối xử với nó y rang như nó đối xử với cha nó, là hai đời. Tới đời thứ ba quý vị biết rằng cũng y rang như vậy luôn. Có nghĩa là từng đời giống như giọt nước trước nhiễu sau, giọt nước sau nhiễu y rang vậy. Từng đời theo vậy, giống hệt luôn. Nên những đức nói rằng bây giờ mình bắt hiếu với cha mẹ mình, hỗn ẩu với cha mẹ mình. Quý vị, 100% nếu như đời này mà cha mẹ bị trả nợ cho quý vị, nhưng mà cái tâm tạo nghiệp đó của mình nó cũng sẽ gặp. Nó không mắc đâu quý vị à. Vì mình còn quay quần trong lục đạo. Dụ như đời này chửi cha mắng mẹ mà mình vẫn thịnh vượng, con mình vẫn hiếu với mình, là vì cha mẹ mình thiếu món nợ này của mình, nên họ đến họ trả cho mình. Còn đứa con mà nó đến báo hiếu cho mình là nó báo ơn mình, vì nó đã thiếu cái ơn mình, nó đến nó trả thôi. Nhưng mà cái tâm bất hiếu với cha mẹ mình, quý vị không chạy thoát đâu. Nhưng mà cái quả báo của bất hiếu với cha mẹ là có thể đời đời này luôn á. Đi chờ xem đi, đời này luôn á. Nên những đức nói mình còn trẻ, có khổ gì cũng may còn trẻ. Nhưng nếu quý vị ơi, nó mà đi tới từ từ tới tuổi già nghe quý vị, bị bỏ rơi, bỏ rớt, bị khổ đau rồi, quý vị sẽ thấy khổ dữ lắm, không có đơn giản đâu. Nó nên mình còn trẻ, mình quân tập cái tâm tu là mình khôn dữ lắm đó. Mình tới tuổi già mình có cái phước báo, mình có cái tâm lực, nguyện lực mạnh. Còn nếu không mà tới già luôn mà chỉ còn cái duyên trong Phật Pháp mà mình không còn cái sự tu hành được gì hết chứ nghe. Rồi quý vị sẽ thấy cái tuổi già không đơn giản đâu. Dù là quý vị vô một ngôi chùa được người ta nuôi, nhưng quý vị chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng thôi. Tại vì quý vị đâu có quân tập được cái tâm tu hành đâu, mà tới tuổi già nó có tâm lực nguyện lực. Nên những đức nói bây giờ mình còn trẻ, mình tu cố gắng đi, niệm Phật lễ Phật đi, sau này mình già mình đỡ lắm. Dù mình bị cái nghiệp chướng gì, bị bỏ rơi rớt, nhưng mình không có khổ. Tại vì mình đã quân tập được cái phước đức rồi, nó có cái phúc cho mình. Ai bỏ mình vẫn có chỗ khác, ai bỏ đâu này có chỗ kia. Tại vì cái phước báo mình nó dày quá, nó có sẵn. Nếu mà mình mà hết phước đó nghe, chỉ cần mình dấp té ra thôi là mình tiêu, đứng không nổi. Cái người mà dấp mà đứng lên được là nó phải có đủ lực phước duyên. Còn thiếu lực phước duyên mới bị té một cái là nằm luôn. Quý vị thấy có những người trong cuộc đời nghe, họ giàu thiệt giàu nhưng mà họ mắc đức. Họ chỉ cần mà sát nghiệp một cái là nó tiêu tan luôn. Nó tiêu tan, không bao giờ ai giúp đỡ họ luôn. Vì lúc còn giàu không có giúp đỡ người ta, không có thương người làm công, không có giúp đỡ bạn bè. Giống như giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Cái tâm đó đó, khi mà nó mà sát nghiệp một cái rồi là nó nằm luôn, hoặc đi vào tù tội luôn quý vị. Không phải đơn giản đâu quý vị ơi. Cái phúc đức nó mới che chở cho con người chúng ta. Con người thật sự quý vị nhất thờ, quý vị sai ác chưa đáng sợ bằng cố tình đâu. Tại vì nó nhất thờ, nếu mà nó có cơ hội là nó quay lại, nó còn giỏi hơn người bình thường nữa. Nhưng mà nếu cố tình làm ác, che giấu cái ác để làm ác, đây là đáng sợ. Đáng sợ lắm, tại vì nó tiếp nói mà. Đó nên bây giờ là những đức là cư sĩ, là người sống ở ngoài đời bình thường nhưng mà muốn niệm Phật, muốn tu. Rồi có cái duyên lúc trước tới bây giờ nên tiếp tục. Chúng ta cùng tâm sự về tịnh độ để mà khuyên nhau. Những điều những đức chia sẻ với nếu như quý vị mà áp dụng được bao nhiêu, quý vị sẽ được lợi ích bao nhiêu. 100% quý vị luôn, quý vị sẽ được lợi ích. Và tại gia đình có từ khóa tu này, bị đừng có giải đãi. Cả mấy đứa con nít này mà những đức thấy nó có thiện căn hơn mình á, nó nhỏ mà nó biết đi tu sớm. Dù sau này nó bị cái cảnh đời lôi kéo làm sao không biết, nhưng mà nó đã có gieo cái nhân rồi. Nó giống như bé Linh như tí ti vậy đó, mà nó đã có cái duyên rồi chứ không phải chuyện giỡn đâu. Duyên niệm Phật á, nó có duyên nó mới niệm Phật. Mấy nhỏ con gì tư rồi nè, nó có cái duyên niệm Phật á, nên nó mới niệm Phật được á, chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Thấy nít mà ngày nào nó cũng tu nó, rồi gia đình Minh Chung rồi đó, mấy thằng trai đó, đó nhìn thấy cũng đẹp trai ngon lành đó, mà tu với cha mẹ suốt luôn, thấy không? Đó cũng là có cái phước duyên. Nếu mà chịu tu gì mà hiếu với cha mẹ nữa nghe, con dù học dở con cũng không có thua người khác đâu. Dự đức nói cái đức niệm Phật này không có đơn giản. Học dở mà lại hiền,
lại thương cha mẹ, tôn trọng ông bà 100%. Sau này nó lớn lên, nó học rất là dở, nó không cần tạo sự nghiệp, nhưng vợ nó lại giàu. Lạ kỳ như vậy đó. Người ta nói có phước có phận cần gì lo mà. Nó có phước thì có phận. Ngoài đời người ta không hiểu, người ta tưởng nó chuột xa hủ nếp. Nó có phước nó còn chuột rồi mới vô hủ nếp. Nó không có phước rồi vỏ nếp cũng có ăn, chứ đừng nói mà xa hủ nếp mất công. Cái gì nó cũng phải là có phước nó mới có phần, quý vị ơi. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mình thương người ta, người ta thương mình. Mình ghét người ta ghét mình thôi. Mình bỏ rơi người ta bỏ rơi mình à. Cái nhân cái quả nó không có chạy thoát đi đâu hết trơn á. Nên quý vị cứ nhiệt tình đi, đừng có sợ thiệt thòi. Quý vị nhiệt tình rồi á là quý vị sẽ được hưởng cái quả tốt mà. Nó giống như bà Diễn đồ đó, bà nhiệt tình thì bà gặp cái quả tốt, bị la gầy thôi. Chứ có gì đâu. Để nó tiêu nghiệp trước, để tăng phước duyên vậy thôi, chứ có gì đâu sợ. Đúng không? Bà nói với những đức là nhiều trưởng đoàn thầy cứ gầy. Có mình con trưởng đoàn thì chưa gầy. Bữa nào thầy gầy con thử coi. Hôm qua vớt bà một cái, hôm nay mặt heo quen. Hiểu chưa? Nên muốn thì có thôi chứ gì đâu. Nên từ nơi đó. Thấy không quý? Nên sống làm sao mà xem lại mình tu hành, cái tâm lực mình nó cỡ nào sẽ biết à. Nên từ nơi đó đừng có nói mà yếu mà gây gió. Yếu gây gió chừng bị té. Thấy không? Yếu núp núp chút đi, rồi lúc nào có cơ hội đủ lực thì ra gió thử. Ra mà té ăn cái thì chạy vô liền. Nên quý vị nhớ nghe, phải cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Câu Phật hiệu này đi đứng nằm ngồi cứ siêng niệm đi, lợi ích rất là lớn. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.